lỗi không? Biết lỗi. À, dạ chào cô bác quý anh chị, thì hôm nay Phong Bụi cùng với Bùi Hồ với lại dạ mấy chú mấy bác ở đây cùng nhau lên đên trên cái chiếc xuồng của anh Từ để qua đó dựng quay lại một cái cảnh đàn ca. Dạ. Em dựng cái miếng bạc này nè. Con ngồi tại chỗ đi, con ngồi tại chỗ đi. Cái tâm trạng của cô Thanh bây giờ đang rất là lo sợ. Cô Thanh lo hả? Cái gì? Lo sợ hả? Sao không sợ? Nguy hiểm quá hả? Em có đi xuồng được không? Lội được không? Không biết lội hả? Lát nữa nói có gì Phong nắm vô nha. Cảm ơn, mới đi lần đầu tiên thấy không? Vui không? Thôi yên Khánh Hân, đừng đi á. Cô Tiến sao cô nhân nhân vậy cô? Cô không dám thở hả? Sợ lắm hả? Sợ. Ồ, quan phía với mình đó đó hả? À, thôi máy rồi, dài có gì đừng. Máy nó đựng cho máy nhà hơn hả nha. Bắt biên. Cái cảnh này miền Tây đang vào mưa bão. Nhưng mà nó không có sóng nha chú ha. Này ở đây nó yên sóng nè. Các cô em đem phòng trà dẫn tiếng hát cho người người không bỏ em ơi, rằng anh ơi còn yêu em nữa em nói nữa em ơi. Lên câu giọng cổ không? Tiếng này lên câu giọng cổ hay lắm á. Lên đi con. Biết không? Hả? Giờ này lên câu giọng cổ thôi. Mỹ Châu trên sông.
ngồi im nghe Khánh Hưng. Bỏ đây, bỏ đây. Chào mọi người cái. Chào mấy người. Nói gì nói cười vui nha. Lần đầu tiên đi quá sợ. Lần đầu tiên đi nghe quá là sợ luôn. Biết lỗi không? Biết lỗi sao sợ? Hả? Lần đi đầu tiên đi nghe quá. Lần đầu tiên đi đâu mà giữa sông hả? Đi ghê quá trời sợ luôn. Cái cảm giác bây giờ là sao? Mình rồi lắc lên ghe đàn được không? Bắt lộn không sợ mà đàn đi xong. Đàn được không? Lên ghe lắc lư đàn bắt được không? Ôi, một chiếc xà lan đang chạy sang ngang. Nãy xuống nói tội nghiệp lắm con. Trời ơi trời, chưa có chồng có con vậy trời đi này. Rồi chuẩn bị mình đến cái bến bãi của mình. Đây là một trong những cái cảnh miền Tây mà vào thời mưa bão để mà chuẩn bị đón nước về. Đây là chiếc ghe quen thuộc mà mình thường đi, đó là ghe của anh Tư. Chú Phước ơi, áo mưa trùm trùm lại không ra. Cái này gọi là hy sinh vì nghệ thuật. Cái xuồng này mà lỡ mà có nó có chìm toàn là mấy người nổi tiếng đúng không ạ? Nhà văn Võ Diệu Thanh nè đó, Dạ Hoa Cồn, nhà văn Võ Diệu Thanh đó, ảo được gia Nguyễn Duy, thần đồng Khánh Hưng. Bên đây là báo tuổi trẻ cười. Hôm nay có sống quýu rồi. Ở bên kia là kỳ tài Nguyễn Hồng Phước, cô đây là truyền nhân Mỹ Châu. Dạ mình làm vài bài mới mình đi về được rồi. Mình thực hiện cái thước phim kỷ niệm thời gian luôn. Chú mình nghĩ là mình tưởng đâu mình nghĩ mình đi khô gáo mà mưa ướt vậy mình cũng chơi luôn. Không, cái người ở đồng bằng sông Cửu Long mà không có đếm chạy mấy này đâu, phải người đồng bằng sông Cửu Long. Dạ. Chưa có ai mà đi đờn ca trên mưa bão gì hả chú ha? Không có mình. Mà mình dựng lại hay nữa. Đúng rồi. Nấu ăn cho mình, có ai nấu ăn chưa? Lát nữa lên đó có mì gói trước. Mì gói. Dạ. Anh Từ sẽ cho mỗi người một tô mì gói trước. Đi đóng phim mà ăn mì gói khổ thân quá. Thật ra thì anh Từ cũng không dám chạy nhanh với lại một cái xuồng với lại khá là nhiều người như thế này. Đây là anh Từ, người mà lái xuồng cho tụi mình đi thực hiện lại dựng lại video clip. Đây là đoàn này. Ê, phụ nữ người ta trước ướt nhẹp kìa. Nói lên cho mấy bạn kia ném đá này nha. YouTuber đi mưa đi gió sợ. Anh đừng nào anh Từ. Bây giờ cả đoàn bắt đầu lên cái trại. Khánh Hưng đâu? Khánh Hưng đâu? Lại đây đứng này. Con không biết lỗi không? Không biết lỗi mà. Trời ơi. Biết. Biết bao nhiêu người hốt hoảng. À, đi theo đoàn lên là Phong Bụi nè. Tiên nè. Bỏ dép luôn rồi, bỏ dép luôn rồi. Khóc luôn rồi. Ở xuống lộ đi đi. Này hình như cũng bầu chung. Có một người đang hốt hoảng. Phải sợ trùng. Đâu không trùng đâu. Trùng dưới này nè, chạy liền dép luôn á. Kìa. Sợ trùng, sao đây trùng dữ. Ôi. Đây hả? Trời ơi, thấy con đó nó sợ gì vậy? Ồ, bây giờ còn kia còn cái chiếc xuồng ở dưới không kìa. Ờ, chiếc xuồng của tụi mình đi đó.